Đây là một con sâu bướm đang bị hàng chục ấu trùng của ông bắp cày ký sinh từ bên trong. Rốt cuộc, quá trình gây sự này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu video sau đây. Đám sâu bướm say sưa ăn lá. Chúng không hề biết kẻ thù đang ở rất gần. Những con ong bắp cày cái trốn rất kỹ dưới các chiếc lá. Những kẻ đang mang trong bụng hàng trăm quả trứng. Chúng quan sát rất cẩn thận đám sâu bướm. Sau khi chọn được vật chủ ưng ý, ông bắp cày dùng râu định vị tiếp cận đối tượng. Những con sâu bướm to khỏe luôn được chọn. Ông bắp cày lao vào tấn công. Ông bắp cày nhỏ yếu hơn đối thủ của mình rất nhiều. Nó bị sâu bướm phản công kịch liệt trở lại. Bởi sâu bướm biết rất rõ kẻ đang tấn công mình là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian. Ông bắp cày nhỏ con hơn nhưng bù lại nó nhanh nhẹn và có cánh. Đặc biệt, nó có chất gây tê để khống chế đối tượng. Con sâu bướm dùng cái đầu đánh trả lại kẻ tàn nhẫn. Dù rất đau, nhưng ông bắp cày vẫn cố gắng tiêm nhiều lần lên thân con sâu bướm. Bước đầu của kế hoạch đã thành công. Ông bắp cày đã khống chế được sâu bướm. Con sâu bướm tê liệt cục bộ. Nó dần dần mất phản kháng và để cho ông bắp cày tiêm trứng vào cơ thể mình. Quá trình đẻ trứng hoàn tất, ông cái rời đi khập khiễng. Rõ ràng nó đã bị thương không hề nhẹ. Điều kỳ diệu hơn là con sâu bướm trở lại bình thường. Nó không làm sao cả. Nhưng sự tồi tệ mới chỉ bắt đầu với nó. Con sâu bướm đang thay kẻ tàn nhẫn ấp trứng từ bên trong. Nhiều ngày sau, trứng nở ra ấu trùng. Chúng ăn sống các mô và cơ quan không thiết yếu của sâu bướm. Điều kỳ lạ là con sâu bướm vẫn không hề hay biết gì. Nó vẫn sống tốt. Thời gian sau, một thứ gì đó khá ngoằn ngoèo đang ẩn hiện dưới lớp da của con sâu bướm. Đây chính thức chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Oh my god. Đến lúc phải ra ngoài, ấu trùng con tiết ra chất hóa học làm tê liệt sâu bướm lần hai. Sau đó, chúng dùng những chiếc răng sắc nhọn ăn da của sâu bướm. Chúng thi nhau ăn đến khi nào tạo ra một cái lỗ nhỏ xíu để chui ra bên ngoài. Chúng tiến hành quay kén để kết thúc quá trình phát triển tiếp theo. Điều lạ lùng nữa là con sâu bướm vẫn còn sống. Nó xem đám ấu trùng ký sinh này như thể là con cái của nó. Nó ở đó giúp đám ký sinh non tạo kén. Thật kinh ngạc, con sâu bướm ở lại bảo vệ tổ kén cả ngày lẫn đêm. Như thể bản năng làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ trong nó. Nó không ăn không uống cho đến khi chết hẳn tại tổ kén của lũ nhóc. Cuối cùng, những con ong bắp cày mới chính thức xé kén chui ra. Chúng vẫn thấy xác con sâu bướm nằm phơi ra đó. Chúng sẽ bắt đầu bay đi, tìm những con sâu bướm mới để tiếp tục làm ra những tập phim kinh dị khác.